Hai xin kính chào quý vị và các bạn. Ở đời á, người ta thường nói á, kẻ xảo trá thì sẽ gặp người gian manh. Câu nói đó thì hiện tại nó cũng có thể dành cho fan của Thiện Am bên bờ vũ trụ á. Bởi vì những người gian dối á, mà đi chung với nhau thì một ngày nào đó họ cũng tự vạch trần cái bộ mặt giả dối của nhau để thiên hạ được hiểu hơn về bản chất của họ ha. Bởi vì á, gần đây có một số lý do nào đó, những cái người được cho là fan của Thiện Am bên bờ vũ trụ á, lẽ ra thì họ phải cùng nhau hết lòng để bóp méo sự thật để bảo vệ Thiện Am bên bờ vũ trụ á, thì họ lại làm những cái video clip để hạ bệ lẫn nhau. Một cô gái á, trước đây từng được vinh danh vì đã từng diễn kiến những cái bậc siêu phàm ở tỉnh thất bồng lai ha, và fanpage của một Nico giả mang tên là Huyền Trang á, thì cũng liên tục là kêu gọi các thành viên hãy vào cài view cài sub cho cô ấy. Nhưng mà sau khi cô này đăng hàng loạt cái video clip vạch trần một YouTuber đã vượt biên và hiện tại đang định cư tại Canada, thì nữ YouTuber kia lập tức bị chỉ trích và bị tẩy chay vì dám vạch áo của đồng bọn cho người ta xem lưng. Tất nhiên thì cái mức độ giả dối của cô bé đó làm sao mà sánh được so với một người đàn ông đã dày dạn kinh nghiệm về xảo trá được ha. Do đó kết quả thì ai cũng đoán được. Tuy nhiên có một điều là không ít các YouTuber là fan của Thiện Am bên bờ vũ trụ lại có đồng quan điểm với cô gái đó, làm cho fan của Thiện Am bên bờ vũ trụ lại phân cực, và những người được xem như là các trưởng nhóm hiện tại có nhiệm vụ là đi soi, đi xem lại những ai đã ủng hộ nữ YouTuber kia để lọc bớt vì cái sự nghiệp bảo vệ bộ kinh siêu phàm, bảo vệ Thiện Am bên bờ vũ trụ. Nhưng có một yếu tố trùng hợp ở đây á, là những người chỉ trích lẫn nhau ở trong nhóm fan kia á, lại là diễn ra ngay sau khi mà thầy Thích Nhân Từ lên tiếng về việc nhóm fan của Tỉnh Thất Bồng Lai liên tục xúc phạm và vu khống thầy mà không có căn cứ hợp lý. Cho nên á, việc này chứng tỏ một điều rằng họ có tịch nên đó họ đã rục rịch, đúng không quý vị? Cũng như bà Phạm Thị Yến ở Chùa Ba Vàng á, đã đưa hàng loạt thông tin sai trái về thầy Thích Nhật Từ, thì đến hôm nay cũng đã ẩn luôn cái trang web đưa tin gian dối mà chỉ vài ngày trước đây thôi, nhóm fan của Thiện Am bên bờ vũ trụ đã bu vào để copy thông tin nói xấu về thầy. Mà cái thời đại này rồi á, năm nay là năm 2020 rồi chứ không phải là thập niên 30 40 của thế kỷ trước, mà những thông tin đưa ra rồi có thể xóa bỏ đâu có dễ dàng gì hay quý vị. Bởi vì khi mà đưa lên mạng rồi á, là có thể đã được chụp lại, cho dù có ẩn đi thì cũng khó mà chạy tội được. Lại có nhiều người nói là sao nhiều cao tăng khác không ai bị vu khống mà thầy Thích Nhân Từ thì lại bị. Thì đơn giản thôi, vì thầy đã dám đứng ra vạch trần cái gọi là quan gia trái chủ của bà Yến tại chùa Ba Vàng. Cho nên vì uất ức mà bà đó bà tìm mọi cách để công kích nhằm trả thù vì cái lợi lộc từ mê tín dị đoan trước đây đã không còn nữa. Bởi vậy người ta nói đồng tiền nó có hai mặt. Một mặt á, nó sẽ góp phần khắc họa chân dung tốt đẹp của những người là chủ nhân nó có đức tính trung thực, đức độ, nhân hậu và thánh thiện. Và cũng trái lại, nó sẽ phản ánh đầy đủ cái bản chất xấu xa của những người khi trở thành nô lệ của nó. Đó là sự dối trá, sự gian tham, sự gian manh và độc ác. Thôi thì lực nhân quả nó sẽ không loại trừ một ai đâu, đúng không quý vị? Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Cất Việt. Xin chào các bạn.